Video này được tài trợ bởi nhà cái 1xBet, nhà cái uy tín hàng đầu châu Âu. Với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, không khó hiểu khi Arsenal nhập cuộc để hứng khởi. Ngay từ phút thi đấu đầu tiên, khung thành của Brighton đã suy đoạn sóng gió khi Bukayo Saka đột phá bên hành lang cánh phải, đi bóng lắt léo trước khi tung ra cú sút ở trong vùng cấm của Brighton. Tuy nhiên, pha dứt điểm này lại không thể làm khó được thủ thành Robert Sanchez. Những phút còn lại, tận dụng lợi thế sân nhà, Brighton đã tạo ra một thế trận lớn hơn do pháo thủ và liên tục bắn phá về phía khung thành của Aaron Ramsdale. Tổng số pha dứt điểm còn lại của đảng quân huấn luyện viên Graham Potter tung ra nhiều hơn gấp đôi so với Arsenal. Nhưng rốt cuộc đã không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Brighton vẫn là đội kiểm soát được phần lớn thế trận. Họ chủ động dâng cao để tổ chức tấn công. Trong khi đó, Arsenal luôn sẵn sàng chờ đợi đối thủ mất bóng để tiến hành phản công. Nhìn chung, dù thế trận có phần trái ngược, nhưng hai đội đều chơi khá an toàn. Phòng ngự chặt chẽ khiến cầu thủ tấn công của hai bên đều gặp bế tắc trong con đường tìm kiếm bàn thắng. Sau những quyết định thay người tới từ Mikel Arteta, thế trận của Arsenal trở nên khởi sắc hơn đôi chút. Phút 75, với một tình huống phản công nhanh, Arsenal đã có được cơ hội ghi bàn rõ ràng trong trận đấu này. Nhưng tiếc cho pháo thủ, thay vì quyết định chuyền về cho Saka và chỉnh lại thước ngắm của mình, Speed Pro đã tung ra một cú sút quá hiền và không làm khó được thủ thành Sanchez. Về phía Brighton, họ cũng tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm với phía khung thành của Ramsdale. Nhưng tương tự Arsenal, những ngòi nổ của Brighton cũng có một ngày thi đấu khá thất vọng. Phút 90+2, sau một tình huống đá phạt cố định, Duffy đã ngã trong vùng cấm của pháo thủ. May cho thầy trò Arteta, sau khi công nghệ va vào cuộc, thì Brighton đã không được hưởng penalty ở tình huống này. Chung cuộc, hai đội hòa nhau trong một trận cầu không bàn thắng. Với kết quả trên, Brighton tạm xếp thứ 5 với 14 điểm sau 7 trận. Trong khi đó, Arsenal cũng vươn lên thứ 9 nhờ một điểm kiếm được sau trận hòa này. Hàng công Arsenal đã gây thất vọng lớn trước Brighton trong suốt 90 phút thi đấu. Đội khách chỉ có 2 lần dứt điểm trúng khung thành. Sau chiến thắng 3-1 trước Tottenham trên sân nhà, Arsenal nắm khách trên sân của Brighton tại vòng 7 Ngoại hạng Anh. Mikel Arteta đã sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Aubameyang được đánh giá cao nhất trên hàng công, hỗ trợ cho cầu thủ người Gabon là Matheus Degas, Smith-Rowe và Bukayo Saka. Mặc dù tung ra sân những cầu thủ đang có phong độ cao nhất, song Arsenal vẫn có một trận đấu thất vọng. Trong suốt 90 phút thi đấu, họ dứt điểm 8 lần, 2 lần trúng đích, khiêm tốn hơn rất nhiều so với 22 pha dứt điểm của đội chủ nhà. Những ngôi sao tấn công của Arsenal không tìm thấy nhau trong những tình huống phối hợp. Khác hẳn trận thắng Tottenham cuối tuần trước, huấn luyện viên Arteta sau đó đã đưa Nicolas Pepe hay Lacazette. Sau thế trận tấn công của đội khách không có được những sự chuyển biến tích cực. Với một lối chơi vô hồn và không có nhiều cơ hội, Arsenal để Brighton cầm hòa với tỷ số không đều. Theo thống kê, Arsenal chỉ ghi được 5 bàn trong 7 trận mở màn ở Premier League mùa này, ít nhất kể từ mùa giải 86-87, cũng là 5 bàn. Đó là mùa giải đầu tiên mà Jorge Graham dẫn dắt pháo thủ. Điểm tích cực là Arsenal đã giữ sạch lưới 3 trong 4 trận gần đây ở Ngoại hạng Anh. Rõ ràng khả năng phòng thủ của họ đã được cải thiện đáng kể. Bây giờ Mikel Arteta cần phải duy trì sự ổn định cho hàng công nếu muốn giành những chiến thắng. Mới đây, Leno khẳng định: "Không có lý do tại sao mà tôi phải ngồi ngoài, nhưng nó không liên quan gì tới màn trình diễn của tôi." Thuyền trưởng người Tây Ban Nha cho biết, ông đều nói chuyện với các cầu thủ trước mỗi trận đấu về quyết định của bản thân. Khi được hỏi về Leno, huấn luyện viên Mikel Arteta xác thực: "Tôi đã nói chuyện rất rõ ràng với Ben Leno 48 giờ trước khi đưa ra quyết định. Rõ ràng là bất kỳ cuộc trò chuyện nào giữa tôi với cậu ấy là hoàn toàn riêng tư. Tôi sẽ không chia sẻ với bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Tôi mong đợi ở Ben Leno điều mà cậu ấy có thể làm tốt mỗi ngày. Hãy rèn luyện cách mà cậu ấy muốn làm, theo con người của cậu ấy, cách cậu ấy xử lý tình huống và cố gắng hỗ trợ những đồng đội khác, cũng như những người khác sẽ cố gắng giúp đỡ cậu ấy." Chấn thương và Covid-19 đã khiến trung vệ Gabriel Magalhaes vắng mặt ở giai đoạn đầu mùa giải. Tuy nhiên, ngay khi anh trở lại, hàng phòng ngự pháo thủ đã được cải thiện đáng kể. Từ đó giành lấy một mạch trận 3 chiến thắng tại Premier League sau một màn khởi đầu đầy tệ hại. Ngôi sao người Brazil chuyển tới Emirates Berlin vào mùa hè năm ngoái.
với mức phí là khoảng 27 triệu bảng. Tại đây, Gabriel đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành mắt xích không thể thay thế trong đội hình của huấn luyện viên Mikel Arteta. Tuy nhiên, cũng như bao cầu thủ khác, trung vệ 23 tuổi cũng phải trải qua quãng thời gian khó khăn để có thể thích nghi với khí hậu cũng như ngôn ngữ tại môi trường mới. Chia sẻ trên Sky Sports mới đây, Gabriel đã tiết lộ những rào cản anh phải tìm cách vượt qua khi mà tới với Arsenal. Có nhiều cầu thủ ở đây nói tiếng Pháp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nhưng ở đất nước này bạn phải nói tiếng Anh và điều đó thật khó khăn đối với tôi. Anh chia sẻ, tiếng Anh của tôi hiện tại vẫn chưa hoàn hảo, nhưng vốn kiến thức hiện tại là đủ để giúp tôi trong công việc và cuộc sống. Chỉ đến Arsenal trong khoảng một tháng, phong cách của Tomiyasu trên sân là sự phản ánh tính cách của anh ấy xung quanh câu lạc bộ. Mikel Arteta từng mô tả cậu học trò mới là con người trung thực, minh bạch và quan trọng nhất là sở hữu tinh thần của một chiến binh. Trên sân tập, cầu thủ sinh năm 98 này đã ngay lập tức thể hiện được thái độ siêng năng. Điều này ít nhiều tác động tích cực tới những cầu thủ tại Emirates. Tốc độ thích nghi của Tomiyasu với cuộc sống tại Arsenal là vô cùng nhanh chóng. Anh hầu như không được tập luyện với đội bóng mới trước trận ra mắt gặp Norwich City. Dù vậy, hậu vệ tới từ châu Á vẫn thi đấu chắc chắn. Sau đó, anh trở thành mối đe dọa từ trên không trước Burnley vì làm chủ mọi tình huống đánh đầu tại Thurmer. Bản năng phòng thủ của Tomiyasu là điều được mong đợi. Thay vì định hướng bản thân trở thành mẫu hậu vệ biên tấn công tốt như là Kieran Tierney, vì Tomiyasu xuất thân ở vị trí trung vệ, nên anh ưu tiên phần việc ở phần sân nhà, đảm bảo sự chắc chắn cho mảnh lưới của đội bóng. Khi Arsenal có bóng, anh thuộc một phần của bộ ba hậu vệ cùng với Ben White và Gabriel. Nhờ vậy, hậu phương của Arsenal lúc nào cũng có đủ người để phòng ngự. Tài năng trẻ Jack Henry Francis đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ Arsenal. Đây là phần thưởng xứng đáng sau những màn trình diễn ấn tượng của Jack trong thời gian qua. Anh được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ giàu triển vọng nhất của pháo thủ thành London. Cựu danh thủ Murta Striker đã có mặt ở buổi lễ ký hợp đồng với Jack. Tiền vệ 18 tuổi có màn trình diễn chói sáng trong đội U23 Arsenal. Nhiều cổ động viên của đội bóng Bắc London đã bày tỏ cảm xúc vui mừng trên mạng xã hội Twitter khi chứng kiến Jack ký hợp đồng với Arsenal. Murta Striker là huyền thoại của câu lạc bộ với những gì mà anh ấy đang làm ở lò đào tạo trẻ Arsenal. Tài khoản có tên là Chungus Mama nhận xét: thật tuyệt vời, Jack Henry Francis là một tài năng trẻ xuất sắc. Tài khoản có tên Arsenal Upbreak nhận định.